Xin chào một tràng vỗ tay quý vị. Xin anh ta chào đón đón nhận mời. Ta xem à, hoan nghênh ta cha lại ta na thả chị em. Tiếp sau này tôi sẽ cùng ta ta sớ sức vô biểu hiện không sở cho sở để ta sẽ thả. Hoan nghênh quý khách đã đến tham quan viện nghiên cứu dân tộc của Hoàng gia Thất Đa. Quý khách có thể quay phim chụp ảnh để lưu lại hình ảnh đẹp bạn đi thù nhớ. Quay phim chụp ảnh được quý vị không sao ạ. Ê, đã khai sử sử dụng hai trò ta chia cho sân chi sổ chi chọn bè. Khai sử sử dụng cho sở để ta chia cho xem. Cho lý miên là sở chuyển sử thai của lý miên chi sổ. Mấy kéo sở vô hiểu ngũ giá, mấy mã điểm. Xin được giới thiệu trên sàn biểu diễn ngay bây giờ là một loài rắn hồ mà loài rắn này được phát triển trong bản tin toàn cơ quân thế đàn lập tín của loài rắn này được hình ứng cao đầu thông qua và phương nằm đồng về phía trước khi tấn công cho tôi chúng tự nhiên trước ra tay đồng thời chết ra tấn công và nhận thấy co ngồi hồ mang cực kỳ nguy hiểm nằm vào loài rắn này có thể dẫn chết con người trong vòng 2 giờ đồng hồ nếu không đi chữa trị kịp thời. Hồ mang là kích thước tối đa dài 4 đến 5 mét và nặng 20 kg. Chúng kéo dài tuổi thọ 5 năm đến 10 năm quý vị. Thưa quý vị, dẫn hồ mang trên sàn biểu diễn ngay bây giờ hoàn toàn mang quán nằm đọc đồ quý vị. Cuối những phút nữa, người nghệ sĩ chúng ta sẽ đánh nằm đọc từng tiếng từ đặt hồ mang cho quý vị xem cực kỳ nguy hiểm thưa quý vị. Wow, xin chào một tràng vỗ tay quý vị. Cực kỳ nguy hiểm thưa quý vị, hoàn toàn mang quán nằm đọc đồ. Quay phim chụp ảnh quý vị. Quý vị chuẩn bị quay phim chụp ảnh quý vị. Đây là màn trình diễn hôn rắn hồ mang quý vị cực kỳ nguy hiểm thưa quý vị. Quay phim chụp ảnh đi ạ. Wow, xin chào tất cả các bạn quý vị. Tiếp tục là màn trình diễn hôn rắn hồ và quý vị quay phim chụp ảnh đi ạ. Xin chào tất cả các bạn quý vị. Tiếp tục quay phim chụp ảnh quý vị. Tiếp rắn hồ mà quý vị ai ngoài xa nhìn qua màn hình chiếu cái này rõ hơn quý vị. Ban sớ đúng không? Các chị đã tối nghe bên trai bên chữ họ đều sang khẩu vòng ta trong cùng. Chính là nằm vòng rắn hồ mà được đẩy từ hai chiếc xoan anh ở phía hàng xe của đàn. Chỉ cần một chút ít nằm vòng hồ mà có thể chật chết được một con bò trưởng thành cực kỳ đầu thưa quý vị. Lại là nằm vòng rắn hồ mà là quý vị hãy quan sát đi ạ, đây là hai chiếc răng nanh ở phía hàm xem là nơi kết ra nằm đồng và để chặt chết con mồi từ hai chiếc răng nanh ở phía hàm xem là nhìn chinh sơ lúc tụi nhà nó chào chị nhìn chinh sơ lúc
励他。谢谢他们。我们再来看第二个节目，表演这种蛇叫滑鼠蛇，是没有毒的，比较凶，会撞过去咬受伤物。Tiết mục tiếp theo bài đến là loài rắn hồ hay còn gọi là loài rắn ráo. Loài rắn này không có nọc độc nhưng mà thì vô cùng hung dữ quý vị. Loài rắn này không có nọc độc thưa quý vị. Dạo sống là sợ ra nó cho mà này mà nhớ dạo qua thì sao kìa, thay đổi là không hả? Vô cùng hung dữ thưa quý vị. Anh ta sẽ sống có nghĩa là dạo nó chi xuống thì khô kìa mà ta nghe cài xương à. Xin chụp ảnh đi ạ. Wow, xin chào một tràng vỗ tay quý vị, quay phim chụp ảnh quý vị. Quý vị, khi để mà ủng hộ cho người nghệ sĩ chúng ta một chút tiền lẻ được không ạ? Bao nhiêu được khích lệ và động viên tinh thần cho những người nghệ sĩ chúng ta. Xin cảm ơn anh. Yeah.